Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Khi anh chị và các bạn tham gia đầu tư quỹ tại Techcom Security thì chúng ta sẽ thường là đặt lệnh định kỳ để đầu tư. Tuy nhiên thì trong một trường hợp nào đó anh chị muốn dừng đặt lệnh định kỳ thì làm như thế nào? Thì sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn cách để dừng lệnh định kỳ đặt lệnh quỹ anh chị và các bạn nhé. Anh chị sẽ vào cái ứng dụng TC Invest. Sau đó anh chị chọn đặt lệnh quỹ này. Sau đó thì anh chị sẽ tìm cái danh sách sổ lệnh định kỳ quỹ này. Đó, anh chị thấy không? Đây ạ. Thế thì hiện tại như tôi đang có ở đây thì tôi đang có các sổ lệnh định kỳ quỹ là mùng 1 tháng 3, mùng 3 tháng 3, mùng 9 tháng 3 và 14 tháng 4. Đó. Thế thì bây giờ tôi sẽ dừng lệnh định kỳ này như thế nào? Rất là đơn giản thôi ạ. Anh chị sẽ vào cái số 3 chấm này. Đó. Và anh chị sẽ dừng lệnh định kỳ ở đây. Rất là dễ đúng không ạ? Bây giờ chúng tôi sẽ nhập cái mã OTP. Thế thì cái mã IOTP này cũng khá là dễ thôi. Anh chị sẽ xem như tôi hướng dẫn ở ngay bên cạnh. Chờ mình sẽ lấy ở trên cái ứng dụng TC Invest ấy. Đó. Thì sẽ có luôn cái mã IOTP này để mà thực hiện nhập vào. Xác nhận. Ok, như vậy là tôi đã vừa hủy cái lệnh quỹ định kỳ rồi đúng không ạ? Rất là dễ. Mình còn rất nhiều các cái video chia sẻ về các hướng dẫn đầu tư tại công ty chứng khoán TCBS. Anh chị vào kênh YouTube Tiền của tôi Official để xem thêm nhá. Nếu anh chị thấy hay thì có thể đăng ký kênh để nhận các cái thông báo mới nhất hoặc là like hoặc chia sẻ cho các anh chị và các bạn của mình để cùng theo dõi và follow xem được hiệu quả nhất nhé. Xin chào anh chị và các bạn.